Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Thảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái model rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Tannoy, mới 100%. Và khi nhắc đến Tannoy thì thật sự với mọi người là không ai mà không biết đến với mọi người. Một cái tượng đài âm thanh của thế giới đã tồn tại cũng gần 100 năm qua, được thành lập vào năm 1926 và cũng chỉ còn vỏn vẹn 3 năm nữa thôi là tròn 100 tuổi. Thì đối với thương hiệu Tannoy thì Ngọc Thảo thấy là họ đã liên tục sản xuất và cải tiến, cho ra những cái sản phẩm trải dài trong hầu hết tất cả phân khúc, có giá từ thấp cho đến cao. Tuy nhiên, có những cái dòng mà từ khi ra đời cho đến ngày nay họ vẫn còn sản xuất và tái bản liên tục, vì luôn nhận được sự chào đón không ngừng từ giới đam mê âm thanh. Và đó là cái đại diện ngày hôm nay Ngọc Thảo giới thiệu đến cho tất cả mọi người là Tannoy Travis, một cái đại diện mà được hãng tái bản từ cái phiên bản tiền nhiệm được sản xuất vào những cái thập niên 70-80. Đã quá thành công trước đó thì ngày hôm nay hãng đã tái hiện lại cái model đó với một cái ngoại hình nó sẽ là thời thượng, nó đẹp mắt hơn. Và hơn hết nữa, cái điều mà hãng chú trọng hơn đó là về cái cấu hình ở bên trong. Thì cái cấu hình ở bên trong được hãng cải tiến mạnh mẽ, nâng tầm âm thanh bên trong thêm một cái tầm cao mới, nên nó cho cái chất âm nó hay hơn rất là nhiều so với cái phiên bản được sản xuất vào những cái thập niên 70-80 nha mọi người. Và họ thấy đâu đó là cái phiên bản cũ hiện tại vẫn đang còn bán ở trên thị trường đâu đó cái mức giá từ 40-50 triệu, nhưng mà ngày hôm nay cái model này là mới 100%. Và một cái model được tái hiện lại thì nó sẽ có rất là nhiều cái cải tiến mới về cái ngoại hình cũng như là cái cấu hình ở bên trong. Và hãng chỉ gửi tới cho tất cả các bác các anh, ngày hôm nay Ngọc Thảo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá chỉ có trên 80 triệu đồng một chút xíu nữa thôi nha mọi người. Thì các bác các anh thấy thì hãng đã khui thùng, hãng bưng ra rồi. Và cái thùng này là cái thùng mới 100%, được bảo hành chính hãng 12 tháng nha mọi người. Nên khi các bác các anh mà xài hàng mới thì mọi người yên tâm, không có phải lo lắng chúng ta phải tìm một cái đơn vị nào uy tín để mà mua. Tại vì hàng mới thì thật sự với mọi người là chúng ta không cần bàn cãi gì về cái ngoại hình, cái cấu hình ở bên trong có còn nguyên vẹn hay không, có trầy xước hay không. Cái điều đó thì chúng ta không cần lo lắng ái ngại nữa nha mọi người. Thì cái ngoại hình của nó rất là sang luôn nha mọi người. Mọi người thấy này, đó, hảo khui thùng rau, hảo để cái màu gỗ tuyệt đẹp luôn. Cái model Travis thì nó sẽ thuộc cái dòng Legacy, tức là cái dòng mà di sản của hàng. Và khi hảo khui thùng ra thì nó sẽ có thêm ở trên là cái hộp. Cái hộp này thì dưới sẽ có cái thư cảm ơn, và cũng như là nói về cái lịch sử của hàng Tannoy. Thì các bác các anh về mọi người coi thêm nha. Và trên này nó sẽ có cái hộp. Cái hộp này thì bên trong nó sẽ có những cái chân đế này kia đó, mọi người, để hạng người ta các bố trí. Đó, bây giờ hảo mở ra cho các bác xem này. Đây mọi người thấy này, bên trong nó sẽ có cái hộp xi để khi mà chúng ta xài một thời gian á mà nó bị cũ đi thì mọi người có thể đánh cái lớp xi này lên, nó rất là sáng, nó đẹp cái màu gỗ của chúng ta. Và nó sẽ có thêm cái đầu nối bi quay, đó, cái cầu nối bi quay để bác và anh nào mà chúng ta không thích chơi bi quay thì mọi người kết nối vô, mọi người nghe nhạc. Rồi phía dưới này nó sẽ có thêm một cái, đó, phía dưới nó sẽ có những cái ngăn để chúng ta để cái chân đế vào, các bác ăn thấp thì gắn vô. Đó, rất là tỉ mỉ nha mọi người, làm cực kỳ cẩn thận luôn, để họ để sang một bên nha. Đó, với mức giá mọi người chỉ cần thêm xíu thôi là chúng ta sẽ có hàng mới xài rất là yên tâm và cực kỳ đẹp luôn. Giá thị trường cái model này là 117 triệu đồng và Ngọc Thảo giảm chỉ còn trên 80 triệu đồng một chút xíu thôi. Với cái ngoại hình thật sự với mọi người là các bác các anh mà nhìn ở ngoài nữa là mê ly luôn. Đối với chất âm Tannoy thì thật sự với mọi người là không cần bàn cãi nữa mọi người ha. Bởi vì gần 100 năm qua thì Tannoy đã khẳng định chất âm của mình ở trên toàn thế giới, cho cái chất âm nó rất là hay luôn. Và đối với cái model này á, thì các bác các anh có thể nghe những cái bản nhạc trữ tình acoustic thì cực kỳ hay luôn. Và bác và anh nào mà đam mê cái dòng nhạc bolero và nhạc vàng thì nghe cái model này cũng cực kỳ ổn nha mọi người. Thì mọi người thấy này, cái ngoại hình của nó, cái màu gỗ nó rất là sang luôn. Và cái màu gỗ này á, là một cái màu gỗ tự nhiên. Đối với những cái dòng mà cao cấp của hãng thì mọi người thấy là hãng không làm quá nhiều màu sắc,
vẫn tôn trọng giữ nguyên cái màu gỗ tự nhiên của nó. Và khi mà những cái nghệ nhân của hãng Tannoy làm á, thì họ làm những cái đường vân gỗ này, họ đánh bóng thủ công 100% bằng tay luôn nha mọi người. Đó, làm hoàn toàn thủ công 100% bằng tay, nên chúng ta thấy là cái đường, những cái đường vân của nó rất là sắc nét, và cái màu gỗ của nó cực kỳ tự nhiên luôn, nó rất là đẹp. Kể cả những cái dòng mà Westminster, Canterbury hay Stirling, Arden đó, và Cheviot, đây là những cái đại diện mà cao cấp high end, thì hãng sẽ làm cái màu gỗ tự nhiên như vậy đó mọi người, được làm thủ công đánh bóng bằng tay. Đây mọi người thấy là nó tuyệt đẹp luôn. Đây mọi người quay bên hông cho mọi người thấy này. Đối với hàng mới thì thật sự với mọi người là chúng ta không quan tâm về cái vấn đề nguyên vẹn hay trầy xước nữa. Hàng mới thì cái độ đẹp và độ nguyên vẹn của nó, đó là cái điều chắc chắn rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Những cái màu gỗ nó rất là tự nhiên. Với cái ngoại hình này thì các bác các anh mà trưng bày trong gia đình thì thật sự với mọi người là nó quá là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy này. Đây là những cái cải tiến mới đối với cái model mà được sản xuất vào những cái thập niên 70-80 ấy, thì hãng không có bố trí cái bảng tinh chỉnh như vậy đó. Nhưng mà đối với cái đời mới này thì hãng đã bố trí cái bảng tinh chỉnh lên trên đây luôn nha mọi người. Thì cái bảng tinh chỉnh này á, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ở những cái đời cao cấp của hàng, ví dụ như Westminster hay là Canterbury, Stirling, Arden thì mới có, và Cheviot đó. Thì ngày hôm nay tái bản lại thì hãng cũng bố trí cái bản tinh chỉnh rất là độc đáo để cho mọi người có thể điều chỉnh, chúng ta có thể can thiệp vào cái mặt phân tầng crossover để mọi người có thể tìm ra âm thanh tốt nhất cho cái âm track. Mọi người có thể chỉnh trực tiếp ở trên đây, nó sẽ có 5 cái mức chỉnh để cho các bác các anh chỉnh cái giải trap theo như cái ý muốn của mình. Đó, mọi người có thể trải nghiệm, nó rất là thú vị luôn nha mọi người. Đó, và cái bản tinh chỉnh này là nó được làm mạ vàng hoàn toàn luôn nha mọi người, nên nó cực kỳ sang luôn. Các bác các anh mà thấy ở ngoài nữa, nó đẹp lắm mọi người, nó vàng óng ánh, nó tương thích với cái màu gỗ tự nhiên đó, nên là mọi người thấy là một cái tổng thể nó rất là hài hòa và cực kỳ sang luôn. Cái bát của nó đây mọi người, cái bát của nó là cái bát, cái kiềng tròn này, nó sẽ được làm cũng là mạ vàng luôn. Cái đời cũ, cái kiềng của nó sẽ, nó không đẹp bằng cái đời mới. Cái đời mới chúng ta nhìn nó sẽ là thanh thoát, nó sang trọng hơn. Và mọi người thấy này, đó, nó vạ màng, nó sáng trưng luôn. Cái gân của cái đời cũ nó sẽ làm là gân mút, còn cái này là sẽ là gân vải xếp ly đó. Nên cái âm của nó sẽ đánh, nó uy lực, cái âm bass nó rất là uy lực và nó rất là sâu luôn. Còn cái trap thì là cái trap đầm trục, cái này là quá là nổi tiếng của thương hiệu Tannoy rồi. Đó, chúng ta cũng không còn xa lạ gì nữa mọi người ha. Trap đầm trục thì là một, đối với Tannoy thì là số 1 ở trên thế giới. Đó, cái ngoại hình tuyệt đẹp luôn mọi người ha. Với mức giá chỉ có trên 80 triệu đồng thôi. Bác và anh nào mọi người lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Đối với cái ngoại hình này và cái màu gỗ tự nhiên này thì các bác các anh dù mọi người bố trí ở cái không gian nào nó cũng đẹp hết á, hiện đại hay là cổ điển thì nó đều sang trọng. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là sang. Và cái lưới thì ở đây nha mọi người, Hảo để ở bên đây. Cái lưới, cái màu lưới này. Đó. Thì cái tem của cái logo của lưới nó sẽ được làm bằng đồng này, mọi người thấy chưa? Được hãng khắc tên ở trên đây, nó rất là sang luôn. Rồi mọi người bố trí lên vậy này, nó sẽ có hai mảnh. Dù mọi người để lưới hay mọi người gỡ lưới ra thì nó cũng đều đẹp hết đó mọi người nha. Đó, Hảo để lưới ở bên đây. Rồi, hàng mới thì mọi người, cái lưới thì chắc chắn không có trầy xước gì, đó là cái điều hiển nhiên rồi. Quá đẹp nha. Nên bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo. Cái model này nó sở hữu cái công suất là 125W là công suất liên tục và 500W là công suất maximum. Độ nhạy của nó là 91dB và trợ kháng của nó là 8 ohm. Thì nó sở hữu cái chiều cao mà có luôn cái chân đế. Đó, nó sẽ có bố trí cái chân đế ở phía dưới, nó rất là đẹp. Hảo nghĩ là mọi người, nó bố trí cái chân đế vậy là các bác các anh về bố trí trên cái
trong cái không gian nhà chúng ta thì đã đẹp rồi, không cần gắn cái chân đinh vào đó, nó rất là sang rồi. Cái chiều cao của nó là nó có luôn cái chân đĩa, nó sở hữu cái chiều cao là 86, cái chiều sâu là 26 và cái chiều rộng của nó là 44. Mỗi loa nó sẽ nặng là 30 kg, hai loa là 60 kg, rất là nặng nha mọi người. Đây, bây giờ họ quay đằng sau cho các bác các anh xem đó, mọi người thấy đằng sau này, nó sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Anh Quốc luôn nha mọi người, made in the UK. Đằng sau cái model là Travis, và mọi người thấy trời đất ơi, cái trạm gắn loa nó tuyệt đẹp luôn nha mọi người. Các bác các anh mà nhìn ở ngoài nữa là say đắm luôn, rất là đẹp luôn. Nó sẽ có là mỏ chim và bắp chuối luôn, hai cái đầu kết nối, và bên trong này nó sẽ là mạ vàng này, và mọi người thấy là nó sẽ có cái chữ Tannoy hiện hữu ở trên cái trạm kết nối ở đằng bên trong, hạ người ta làm ở đằng trong bên trong cái chữ Tannoy luôn, nên nó cực kỳ sang luôn nha mọi người. Đó, phía dưới đây được sản xuất tại Anh Quốc, made in design này, thiết kế và lắp ráp tại Anh Quốc này. Đó, mọi người thấy chưa, nó rất là đẹp. Chúng ta chỉ thêm ít nữa thôi là mọi người sở hữu được cái modem mà hãng tải bạn lại. Nó rất là đẹp, chất âm nó sẽ được nâng tầm lên ở một cái phân khúc nó cũng cao hơn, chắc chắn nó sẽ hay hơn cái phiên bản cũ nha mọi người. Đó, rồi bây giờ mọi người thấy cái đường phân khúc chưa, nó rất là đẹp. Rồi, đây, đối với cái modem này thì các bác các anh chúng ta đánh với những cái dòng mà Lesman, Acufy, kể cả đề 5 cũng ok nha mọi người. Và hôm nay Ngọc Hảo sẽ ghép với một cái modem của một cái modem âm ly của Lesman thì đánh cũng cực kỳ ok luôn. Bác và anh nào mà ở nhà đã có âm ly rồi thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay cái modem này với mức giá chỉ có trên 80 triệu một chút xíu mà thôi. Đó, và bây giờ thì Ngọc Hảo sẽ test nhạc nha. Mời mọi người thưởng thức một ca khúc tuyệt vời qua phần trình diễn của đôi loa này. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo. Bác và anh nào lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Chiều thu hay lệ sầu, tiếng đã lạc loài trong đêm nghẹn ngào. Đưa em về chiều thu reo dưới gót, âm thầm từng hồi giá buốt nghe tiếng đông xa. Nhớ những đường về sương rơi mịt mông, mắt biết là màu riêng tôi lạnh lùng. Thương cho người về cô đơn với bóng, mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lãng du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về còn sao xuyến du hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trông, tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng. Đêm mong người về cho vơi giá buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếng thu mênh mông.
đường về sương rơi mịt mùng, mắt biếc là màu riêng tôi lạnh lùng. Thương cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lãng du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về còn sao xuyến xu hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng, tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng. Đêm mong người về cho vơi giá buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông. Đêm mong người về cho vơi giá buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông.